SUV đô thị gầm cao cỡ nhỏ đang trở thành xu hướng và được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự nhỏ gọn, phù hợp khi đê chuyển hàng ngày với mức giá vô cùng hợp lý. 1. Mitsubishi Fox giá từ 620 triệu. Với ngân sách dưới 700 triệu và nhu cầu tìm mua một mẫu SUV đô thị gầm cao, thì Mitsubishi Fox là cái tên để bạn cân nhắc. Mẫu xe này chính thức mở bán từ tháng 1 năm nay với 4 phiên bản gồm GLX, Exit, Premium, kèm giá bán dao động từ 620 đến 699 triệu. Mặc dù gia nhập phân khúc khá muộn, nhưng lợi thế của Mitsubishi Fox là sở hữu thiết kế bắt mắt, hiện đại và trẻ trung. Chưa hết, Fox cũng ghi điểm khi được hãng trang bị loạt công nghệ hiện đại như màn trung tâm 12.3 in, đồng hồ điện tử 8 inch, sạc không dây, cổng sạc USB-A, USB-C cho cả hai hàng ghế, hệ thống giải trí âm thanh 8 loa. Loạt tính năng an toàn trên xe không hề thua kém các đối thủ khác như camera lùi, 4 túi khí, kiểm soát khi vào cuộn IC, kiểm soát hành trình, cảm biến lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Phiên bản cao nhất giá 699 triệu còn được trang bị thêm hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng. 2. Kia Celtis giá từ 604 triệu. Nếu yêu thích một mẫu xe có nguồn gốc từ Hàn Quốc, thì Kia Celtis là một cái tên đáng cân nhắc. Không chỉ phù hợp với ngân sách dưới 700 triệu, Celtis còn ghi điểm khi có tới 12 phiên bản để khách hàng lựa chọn. Tương tự như Mitsubishi Fox, kia Celtis cũng lấy thế mạnh về thiết và trang bị để tiếp cận khách hàng. Danh sách trang bị phải kể tới như màn hình kích thước 8 inch đến 12 inch, hệ thống giải trí âm thanh 6 loa, ra lệnh giọng nói, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, cổng sạc USB, cổng sạc 12V. Hệ thống an toàn của kia Celtis khá đầy đủ như hệ thống bó cứng phanh ABS phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi. 3. Kia Soul nét giá bán 519 triệu. Trong tầm giá dưới 700 triệu, Kia Soul nét cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV. Hiện mẫu xe này đang được mở bán với 3 tùy chọn phiên bản gồm Deluxe giá 519 triệu, Luxury giá 549 triệu và Premium giá 574 triệu kia sâu nét được trang bị các tiện nghi tiêu chuẩn như ghế ngồi bọc da, vô lăng bọc da, gật gù, thụt thò, phím bấm chức năng, màn hình cảm ứng 8 in, kết nối Bluetooth, USB, FM, Wi-Fi, kết nối Apple CarPlay Android Auto. Ngoài ra, bản cao cấp còn được trang bị màn hình cảm ứng 10.25 in, điều hòa tự động, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện. Trang bị an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử. Cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, cảm biến trước sau, camera lùi và cảm biến áp suất lốp. 4. Toyota Raize giá bán 496 triệu. Khách hàng cũng có thể chọn mua mẫu xe có nguồn gốc từ Nhật Bản là Toyota Raize. Xe bán ra với một phiên bản kèm giá 496 triệu. Toyota Raize được trang bị màn hình giải trí 9-in, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Apple CarPlay Android Auto, điều hòa tự động. Tuy nhiên, điểm trừ của Raize đó là không có cửa gió cho hàng ghế sau và khoảng không gian nội thất không quá rộng. An toàn trên Toyota Raize được trang bị hỗ trợ tối đa cho người lái trong đô thị, như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi, hệ thống cảm biến trước và sau, 6 túi khí, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và phân phối lực phanh điện tử. Sức mạnh của Toyota Raize đến từ động cơ turbo 1 lít có công suất cực đại 98 HP và mô men xoắn cực đại 140 Nm đi kèm là hộp số biến thiên vô cấp kép, kết hợp với lẫy chuyển số trên vô lăng và chế độ lái power. 5. Hyundai Vernew giá bán 539 triệu Vernew tân binh vừa ra mắt thị trường dịp cuối năm ngoái cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi đang có nhu cầu tìm mua một mẫu SUV đô thị trong năm 2024. Trên thị trường, Vernew có hai tùy chọn phiên bản là tiêu chẩu giá 539 triệu và đặc biệt giá 579 triệu. Thế mạnh của Hyundai Venue là các trang bị tính năng an toàn hỗ trợ người lái như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát thân xe, camera và cảm biến lùi, 6 túi khí. Ngoài ra, xe còn được trang bị điều khiển hành trình, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp, đèn chiếu sáng tự động. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Venue là động cơ có dung tích 1 lít turbo, có công suất tối đa 120 mã lực. Mô-men xoắn cực đại 172 Newton mét đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp.